quý vị đang theo dõi những diễn biến mới nhất Chiến tranh Nga-Ukraine có trong ngày 21 tháng 4 năm 2024 của The Saigon Post. Mở đầu bản tin của chúng ta sẽ là một thông tin đáng mừng cho lực lượng phòng vệ. Mỹ mở đường viện trợ khủng cho Ukraine, Điện Kremlin tức bầm gan tím ruột khóc lóc vang trời. Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, thành viên đảng Cộng hòa ông Mike Johnson ngày 19 tháng 4 đã tuyên bố rằng Nga, Trung Quốc và Iran là trục ma quỷ mới. Nhận định của Chủ tịch Hạ viện Mỹ là không sai một chút nào, đặc biệt là khi nói đến Nga. Quốc gia bị cai trị bởi chế độ độc tài toàn trị và có âm mưu giao rắc chiến tranh, sự bất ổn khắp thế giới. ISW cho biết Nga chuẩn bị cho xung đột quy mô lớn với NATO. Trong một diễn biến khác, hơn 50 máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công 8 khu vực của Nga vào tối thứ Bảy theo giờ địa phương, khiến hai người thiệt mạng. Thứ trưởng Truma Quốc gia Nga Leonid Ivelev cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga là do NATO lên kế hoạch dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Cuối cùng là Ukraine tiết lộ vũ khí hạ anh tạc cơ Tu-22M3 của Nga. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Kính chào quý vị đang đến với tình hình chiến sự Nga-Ukraine cùng với Molifan trên kênh The Strong Post. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng với chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu bản tin của chúng ta sẽ là một thông tin đáng mừng cho lực lượng phòng vệ, thưa quý vị. Như vậy là đã chính thức, Hạ viện Mỹ ngày 20 tháng 4 đã thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la sau nhiều tháng bị trì hoãn do sự phản đối của các thành viên đảng Cộng Hòa, Gói viện trợ bao gồm 60,84 tỷ đô la cho Ukraine, 26 tỷ đô la cho Israel, 8,12 tỷ đô la cho khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và 9,1 tỷ đô la cho các nhu cầu nhân đạo. Theo thủ tục, gói này sẽ được chuyển đến thượng viện Mỹ để xem xét thông qua, sau đó chuyển tới tổng thống Joe Biden để ký thành luật. Tổng thống Biden hoan nghênh hạ viện thông qua gói viện trợ mới dành cho Ukraine, Israel. Ông Biden nói rằng, gói viện trợ nước ngoài này phát đi thông điệp rõ ràng về vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Cũng trong cuộc họp ngày 20 tháng 4, hạ viện Mỹ thông qua dự luật tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga để chuyển cho một quỹ đặc biệt dành cho Kiev. Theo thống kê, hiện có khoảng 300 tỷ đô la tài sản Nga bị phương Tây phong tỏa, hầu hết bị phong tỏa tại Đức, Pháp và Mỹ. chỉ có hơn 6 tỷ đô la trong các ngân hàng của Mỹ. Nga nổi giận vì Mỹ viện trợ Ukraine. Trước động thái này, người phát ngôn của tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng, viện trợ của Mỹ cho Ukraine đã được Hạ viện thông qua sẽ giết chết nhiều người Ukraine hơn và làm giàu cho nước Mỹ. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan được Hạ viện Mỹ thông qua sẽ làm trầm trọng thêm hiện tượng khủng hoảng toàn cầu. Bà Zakharova gọi việc ủng hộ Ukraine là tài trợ trực tiếp cho các hoạt động khủng bố ủng hộ Đài Loan là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và ủng hộ Israel là con đường trực tiếp dẫn đến sự leo thang chưa từng có ở Trung Đông. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi việc Hạ viện thông qua viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan là một cuộc bỏ phiếu của những kẻ Mỹ vui vẻ, tiếp tục cuộc nội chiến giữa những người dân bị chia rẽ trên đất nước thống nhất trước đây của chúng ta, và một cuộc bỏ phiếu nhằm tăng số lượng thương vong trong cuộc chiến mà Nga đang tiến hành xâm chiếm Ukraine. Ông Medvedev cũng cho biết, ông hy vọng Mỹ sẽ lao vào một cuộc nội chiến mới càng sớm càng tốt. Điều này sẽ dẫn đến sự tan rã của Mỹ. Chính quyền của Biden đã hết nguồn lực tài trợ của Ukraine vào đầu năm nay, sau khi đốt hết 113 tỷ đô la trong các gói viện trợ đã được phê duyệt trước đó. Với việc các chuyến hàng vũ khí từ nhà hảo tâm lớn nhất của mình bị gián đoạn, Kyiv đã phải chịu tình trạng thiếu đạn dược trong những tháng gần đây. Biden đã đổ lỗi cho các nhà lập pháp đảng Cộng hòa về những thất bại trên chiến trường, bao gồm cả việc thất thủ Ajivka, một thành trì quan trọng của Ukraine vào tháng 2, nói rằng sự không hành động của quốc hội đã dẫn đến những thành tựu đáng chú ý của lực lượng Nga. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảm ơn Hạ viện Mỹ vì đã thông qua viện trợ cho Ukraine. Ông Zelensky nói rằng sự hỗ trợ này sẽ cứu được nhiều sinh mạng và đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến xâm lược của Nga. Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, thành viên đảng Cộng hòa ông Mike Johnson ngày 19 tháng 4 đã tuyên bố rằng Nga, Trung Quốc và Iran là trụng ma quỷ mới. Phát biểu trên của Chủ tịch Hạ viện Mỹ với các phóng viên tại đồi Capitol sau khi các dự luật viện trợ quân sự Ukraine, Israel và Đài Loan, Trung Quốc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga và việc áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung chống Trung Quốc vượt qua cuộc bỏ phiếu theo thủ tục tại Hạ viện. Ông Mai Johnson nói, theo tôi, Nga, Trung Quốc và Iran là trụng ma quỷ mới và nhiều người trong chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Đây, các dự luật viện trợ quân sự là sản phẩm tốt nhất mà chúng ta có thể có được trong hoàn cảnh hiện nay để giải quyết những nghĩa vụ rất quan trọng này. Cụm từ trụng ma quỷ được cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đưa ra năm 2002, ám chỉ Iran, Iraq và Triều Tiên. Cùng với ông Johnson, một nỗ lực nhằm vực dậy cụm từ này cũng đã được lãnh đạo phe thiểu số đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, 82 tuổi, nêu ra gần đây. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS, ông McConnell đã coi Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran là những quốc gia như vậy. Phía Trung Quốc lập tức đưa ra chỉ trích gay gắt đối với Mỹ sau phát biểu trên của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Trung Quốc kiên quyết phản đối và phản đối mạnh mẽ những nhận xét sai trái nghiêm trọng do một số người ở Mỹ đưa ra đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc và đã đưa ra những tuyên bố nghiêm khắc với phía Mỹ, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc Liu Peng Yu nói với Newsweek. ISW – Nga chuẩn bị cho xung đột quy mô lớn với NATO Nhận định của Chủ tịch Hạ viện Mỹ là không sai một chút nào, đặc biệt là khi nói đến Nga, quốc gia bị cai trị bởi chế độ độc tài toàn trị và có âm mưu gieo rắc chiến tranh, sự bất ổn trên khắp thế giới. Truyền thông Nga đưa tin, Moscow đang củng cố quân khu Leningrad LMD để đáp trả việc Helsinki gia nhập NATO. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho biết, Nga đang mở rộng một phần quân đội để sẵn sàng tiến hành một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO. Đánh giá của Viện Nghiên cứu trên được đưa ra ngày 20 tháng 4 theo sau một báo cáo trên tờ báo Thân điện Kremlin Izvestia về việc Bộ Quốc phòng Nga mở rộng quân khu Leningrad mới thành lập. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố kế hoạch này vào tháng 12 năm 2023 để đáp trả việc Phần Lan gia nhập Liên minh NATO. Các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định với Izvestia rằng, tại Keralia, khu vực phía bắc Nga giáp Phần Lan, một lữ đoàn hỏa tiễn với hệ thống hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M đã được thành lập. Trong khi đó, Nga cũng đã triển khai lực lượng không quân và quân đội phòng không mới trong khu vực, bao gồm các trung đoàn máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, cũng như các đơn vị phòng không và lực lượng kỹ thuật vô tuyến, tờ Izvestia đưa tin. Cựu chỉ huy hạm đội Baltic của Nga, Đô đốc Vladimir Valiev, nhận định với Izvestia rằng đây là hành động đáp trả việc Helsinki gia nhập NATO và nhằm tăng cường lực lượng của Nga dọc theo sườn phía Tây của nước này. Phần Lan và nước láng giềng Bắc Âu Thụy Điển đã gia nhập và góp phần mở rộng Liên minh NATO lên 32 thành viên. Đáp lại, tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã công bố thành lập hai quân đội mới và 30 đội hình mới vào cuối năm nay. Các kế hoạch bao gồm cải tổ các quân khu Moscow và tăng quy mô lực lượng vũ trang Nga từ 1,2 triệu lên 1,5 triệu quân. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cảnh báo rằng Nga có tầm nhìn xa hơn Ukraine và sẽ đối đầu với các thành viên NATO. Trong một diễn biến khác, hơn 50 máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công 8 khu vực của Nga vào tối thứ Bảy theo giờ địa phương, khiến hai người thiệt mạng do các cuộc tấn công. Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết, ngôi làng Boros ở vùng Belgorod đã bị một số máy bay không người lái tấn công. Do việc thả hai thiết bị nổ, một tòa nhà dân cư tư nhân đã bốc cháy. Trước sự đau buồn tột cùng, hai thường dân đã thiệt mạng, một phụ nữ nằm với xương đùi bị gãy và một người đàn ông đang chăm sóc cô ấy con trai của người quá cố đã chạy ra khỏi ngôi nhà đang cháy vào phút cuối ông viết trên telegram của mình theo ông do thả thiết bị nổ một ngôi nhà riêng đã bị thiêu rụi hoàn toàn và một ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng theo kênh điện tín Jot, máy bay không người lái đã phá hủy các trạm biến áp điện ở vùng Kaluga và Bryansk, cũng như một cơ sở phức hợp nhiên liệu và năng lượng ở vùng Smolensk. Theo thống đốc vùng Smolensk, Vasily Andokin, máy bay không người lái trên khu vực đã bị bắn hạ và các mảnh vỡ chỉ làm hư hỏng một thùng chứa vật liệu dễ cháy. Thống đốc vùng Kaluga, Vladislav Shapsha cho biết có thiệt hại nhẹ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 8 khu vực đã bị tấn công vào tối thứ Bảy, gần như tất cả máy bay không người lái đều bị chặn và bắn hạ. Các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ đã tiêu diệt và đánh chặn 50 UAV của Ukraine, trong đó 26 chiếc trên lãnh thổ vùng Belgorod, 10 chiếc trên lãnh thổ vùng Bransk, 8 chiếc trên vùng lãnh thổ vùng Kursk, 2 chiếc trên khu vực Tula và 1 chiếc trên lãnh thổ các khu vực Somolensk, Ryazan, Kaluga và Moskova. Dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Duma Quốc gia Nga Leonid Ivelev cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga là do NATO lên kế hoạch dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Tuyên bố của người đứng đầu NATO là trường hợp hiếm hoi khi ông ấy không nói dối. Ông Stoltenberg thừa nhận rằng chính quyền Kyiv có quyền hợp pháp để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bởi vì NATO dưới sự lãnh đạo của Mỹ đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công này, Ria Novosti dẫn lời Ivelev. Trước đó, Tổng thư ký NATO tuyên bố Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Theo vị thứ trưởng, tại căn cứ không quân Ramstein, các giảng viên NATO đào tạo phi công và chuyên gia phòng không Ukraine, đồng thời các vệ tinh và máy bay không người lái của Mỹ cung cấp cho Kyiv dữ liệu trinh sát về các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn Storm Shadow và Attack MS. Thứ trưởng nhấn mạnh, trên thực tế, Stoltenberg đã nhắm mắt lại và đã bật đèn xanh cho lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công khủng bố như vậy một ngày trước đó tổng thư ký nato tuyên bố chuyển giao thêm hệ thống phòng không cho ukraine ông stoltenberg lưu ý rằng các thành viên liên minh đã kiểm kê các hệ thống phòng không của họ và đi đến kết luận rằng họ có thể chuyển một số hệ thống này sang ukraine mà không gây nguy hiểm cho an ninh của chính mình chúng ta đang nói không chỉ về hệ thống hỏa tiễn phòng không patriot của mỹ mà còn về samtri của pháp ý stoltenberg không cung cấp số liệu cụ thể Stoltenberg cũng cho rằng việc lực lượng vũ trang Ukraine bắn hạ máy bay mà Nga sử dụng để phóng hỏa tiễn vào Ukraine là chính đáng. Ukraine tiết lộ vũ khí hạ anh tạc cơ Nga Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 4 thông báo, một chiếc anh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 nước này đã bị rơi ở vùng Stadopol tại miền Nam do lỗi kỹ thuật. Các vị công đã nhảy dù ra ngoài, một người thiệt mạng, hai người sống sót và giới chức vẫn đang tìm kiếm người thứ tư. Video trên mạng xã hội cho thấy chiếc vi cơ xoay chiều nhiều vòng với động cơ bị bốc cháy trong lúc rơi xuống mặt đất theo chiều gần như thẳng đứng. Tướng Mykola Oleschuk, tư lệnh không quân Ukraine, ngày 19 tháng 4 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã hợp tác với Tổng cục Tình báo Quốc phòng GUA hạ chiếc Tu-22M3, nhấn mạnh đây là lần đầu tiên làm được việc này từ đầu chiến sự. Lãnh đạo GUA Kirill budanov sau đó tiết lộ cụ thể hơn, cho biết anh tạc cơ Nga đã bị tổ hợp phòng không S-200 nhắm bắn từ khoảng cách 308 km sau khi vừa thực hiện nhiệm vụ phóng hỏa tiễn vào nước này. Theo ông, lực lượng Ukraine đã theo dõi chiếc Tu-22M3 trong một tuần trước khi tung đòn đánh. Đây là cuộc phục kích, chúng tôi đợi nó đến vị trí mình mong muốn rồi phóng hỏa tiễn, Budanov cho hay. Trong tuyên bố trên trang web, Jiyua bổ sung rằng sau khi chịu thiệt hại do đòn đánh, chiếc Tu-22 M3 vẫn có thể bay tới Stadopol rồi mới rời. Jiyua cũng cho biết nó bị tấn công bằng phương tiện từng được sử dụng để bắn hạ máy bay cảnh báo sớm A-50. Jiyua công bố video cho thấy hoạt động của lực lượng Ukraine bên trong đài chỉ huy của hệ thống phòng không dường như ám chỉ rằng đây là vũ khí được sử dụng để bắn hạ chiếc Tu-22 M3 hay ít nhất đã tham gia chiến dịch. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin phía Ukraine đưa ra. Hệ thống hỏa tiễn phòng không S-200 sử dụng đạn 5V-28 được trang bị động cơ chính dùng nhiên liệu lỏng, cùng cùng 4 động cơ đẩy sơ tốc hoạt động bằng nhiên liệu sắn. Hỏa tiễn có chiều dài khoảng 11 m nặng 7 tấn. Các phiên bản mới nhất có tầm bắn tối đa khoảng 300 km. Tính đến năm 2010, Ukraine được cho là còn triển khai 4 tổ hợp S-200 bên cạnh 12 hệ thống không hoạt động. Một số thông tin cho biết, Kyiv đã loại biên khí tài này vào năm 2013, xong đã đưa chúng trở lại biên chế sau khi chiến tranh với Nga bùng phát, đồng thời trang bị thêm tính năng tấn công mục tiêu trên đất liền. Tu-22M3 là mẫu anh tạc cơ tầm xa mà Nga sở hữu nhiều nhất trong biên chế, có thể khai hỏa hỏa tiễn siêu thanh kh 22 đạn siêu vượt âm Kinzhal, cũng như một số loại bom. Mượn hỏa tiễn này chủ yếu khai hỏa hỏa tiễn KH-22-32 tại chiến trường Ukraine, gây nhiều khó khăn cho phòng khung của đối phương. Đến đây, bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Và chúc mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh quý vị nhé. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.